lab đây. Và mình tin chắc rằng nếu như các bạn có gặp mình ở ngoài thì rất nhiều người sẽ bảo mình là một kẻ kỳ lạ. Ở cái tuổi 23, mình vẫn thích sưu tầm Pokemon, vẫn thích những con thú nhồi bông biến thái. Mình rời bỏ những công việc với mức lương cực kỳ tốt và làm những thứ ấp ủ từ lâu, như làm clip truyền cảm hứng, tạo những dự án cộng đồng thực sự hay đơn thuần là viết sách. Điều khiến mình mệt mỏi mỗi ngày đó là phải đối mặt với hàng vạn câu hỏi vì sao. Vì sao vô bổ mà vẫn mua? Vì sao không có tiền mà vẫn làm? Vì sao lại lãng phí thời gian như vậy? Vì mình thấy vui, vui và vui. Và hãy tin mình đi, nếu như bạn sắp sửa ra bất kỳ một quyết định nào, hãy đặt tay lên tim. Nếu như tim bạn loạn nhịp vì nó, thì hãy cứ làm đi, bởi vì nó sẽ cực kỳ vui. Ở ngoài đời, bạn được dạy phải tìm lý do, lý trí cho những thứ mình thích, phải cân đo đong đếm cho những điều mình làm. Nhưng sự thật là lý do duy nhất, động lực duy nhất để bạn làm một thứ gì đó chỉ đơn giản là vì bạn thấy vui mà thôi. Đừng khinh thường cảm xúc vui của bạn. Một đời người không được bao nhiêu lần vui đâu, vì vui là một thứ cực kỳ xa xỉ. Thời gian bạn buồn và đau khổ sẽ nhiều hơn rất nhiều. Bạn làm một điều gì, nó khiến cảm xúc của bạn trở nên tuyệt vời thì nó đáng giá hàng đống tiền. Và khi một ai đó hỏi bạn vì sao bạn lại làm điều đó, vì sao bạn lại quyết định điều đó, thì chỉ cần trả lời: vì tôi thấy vui. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video lần sau.